Ba ba ding la sa mot. Trên đời này chỉ có mẹ mới cho con những lời khuyên chân thành như vậy rồi mà. Em thử ra đường tìm coi, làm gì có người mẹ thứ hai như vậy. Tuyệt vời đối với anh thôi. Ai à, nếu như mẹ hả được ảnh để mắt tới tôi á thì coi như là con đường âm nhạc của tôi á, sự nghiệp sẽ được rộng mở rồi. Đóng xem tập 177 Gia đình là số 1 phát sóng vào lúc 19h50 ngày 22 tháng 11 năm 2017 trên kênh HTV7.